hàng độc quyền, chỉ có một cái duy nhất. Cái là có cái thứ hai. Không hề. Như vậy chị em một biết đặt được. Đặt được. Đặt được. Đặt được. Đây. Chị làm bộ, chị đứng đi, Làm thiệt chứ làm bộ gì vậy? Giống như thầy Nguyễn. Bay đi, Nó bận quá nó mất rồi. Đổi văn mình luôn rồi đó chứ. Rồi lây. Không ai gì, tới thầy là không nổi chị. Thầy lấy không? Để lát để em cướp cho thầy. Không bao giờ nó được bước chân vô cái nhà này. Má đã nói rồi, má không đồng ý là em đi luôn. Nó muốn bước chân vô cái nhà này nó phải làm sao cho cái đầu tao không. Ba cái gì nó tuyệt vời phải không? Bạn gái của con tuyệt vời phải không? Dạ. Ai thích nó thì thích, riêng má thì không bao giờ. Còn á, nó muốn bước chân vô cái nhà này thì nó phải làm cái đầu của má xẹp xuống. Đó, xẹp xuống. Ủa, xẹp xuống là sao? Ủa, quýnh. Không quan tâm. Xẹp xuống đi rồi. Đi đâu này nè. Rồi, lúc chị đi rồi. Xẹp xuống. Rồi, chị đẩy em ra luôn. Chị đẩy. Quá đơn giản mà. Ủa, xẹp xuống là sao? Không, xẹp xuống là sao? Xẹp xuống là sao anh? Không. Chuyện đó đơn giản mà. Trời, chuyện đó. Trời má, chuyện đó đơn giản mà. Ôi vậy em nói đơn giản đi. Đơn giản là sao? Xẹp xuống, muốn xẹp xuống. Quá đơn giản mà. Đơn giản là sao? Đơn giản là sao? Gõ đầu xuống một bệnh tệ đó. Gõ đầu. Hổ. Má của tôi em nói giỡn thôi mà. Má của tôi ở ngoài cứng như bả trong. Bây giờ em có thể hiện cho em chứ. Má của anh á là ở ngoài cứng như trong đường. Thì giờ em có thể hiện cho em một chút tài năng. Con rung lên. Mà kim có nhọn không nhọn là do em đó. Có công mài sắc có ngày nên kim. Mà kim có bén hay không? Có nhọn hay không là do em. Nhọn lắm, nãy thấy nhọn lắm rồi. Thấy nhọn quá. Nhọn quá. Em đó đó, em có nhọn hay không là do em. Hồi nãy là nhọn lắm rồi, bây giờ chút cho nhọn hơn nữa. Nữa là ra khỏi nhà. Này làm phút nó lỡ rút tay lại là mình cho bao bì quen quá trời rồi chị, thật là quá đáng à. Vợ chồng tôi qua bên này nói chuyện đàng hoàng với chị, không có tiếng nào nặng nhẹ gì hết trơn. Vậy mà chị hành xử vậy hả? Mấy về đủ chưa Nguyên? Mấy về đủ chưa? Đủ chưa bà Dung? Đủ rồi thì sao cả, tôi là làm nhỏ thôi, gọn gọn thôi, mấy người trong nhà gom lại là đủ rồi. Không có được chị. Tuy không hầm. Tuy tôi không có ham làm lớn gì được. Làm lớn gì nhưng mà tôi có một đứa con gái má vợ hiểu không? Mà bây giờ má vợ của con á là cần bao nhiêu quà, hôm nay quà tặng hết. Chừng nào má vợ của con chịu thì thôi. Con chuẩn bị hết rồi. Dạ.
đà gì đây à, đây đây là quà ra mắt của nhà, không biết phải này không nha, không biết nha, không phải không phải đây là quà, quà ra mắt của nhà đây, gia đình con, của gia đình con. Dạ. À, quên á, đó. Đó, đây là ra mắt, quà ra mắt của nhà con, gia đình con, không, nhưng mà đây là đây đây là quà ra mắt của mẹ con, của gia đình con, của tao nữa, của gia đình con, dạ, để mày nhớ nha, không nhớ mà, có ba nữa, mẹ, đây là quà ra mắt của mẹ con, có ba nữa, ở của gia đình con, của nhà con, của nhà con, của nhà con, của gia đình con, của gia đình con, dạ, dạ. Dạ, lần đầu tiên đi vào nó rung hết nó lộn. Dạ, con sợ tác, con dạ, sợ đưa ra. Em đưa ra chị, dì hai nhận cho ba má con vui. Dạ, dì hai nhận cho ba má con vui, rớt luôn. Rớt luôn nè, em rồi. Ai bằng gỗ? Ơ, ba, hãy đó, con sướng. Bây giờ sao? Chị muốn cái gì? Chị muốn đập nát hết tất cả không? Chị muốn phá hết tất cả chỗ này không? Nè, tôi đập cho chị coi, đập. Chị làm vậy đó rồi sao? Xin lỗi chị, tôi đâu có ý gì đâu. Dạ xin lỗi anh nghe, con vợ tôi đang làm, tôi nói á, thì tôi lúc đầu á là tôi nói thiệt, Xuân đặt hàng nè. Nhà chị Xuân đứa không gì, nhà chồng của nó, nhà nó gì? Xuân nào, Xuân đặt hàng đi đã, Xuân đặt hàng. Chị Xuân đặt hàng này con. À, Xuân phải không? Nè, đây là nhà chồng của con Xuân chứ không phải là nhà Xuân. Dạ, chưa? Dạ chị đặt hàng là chị Xuân mua hàng online nên con giao tới. Mà con gọi chị hoài không bắt máy. Tiếp đồ của con Xuân. Dạ, đi đó rồi. Bỏ đi, má cho mình uống hết. Chứ không phải là đồ cũ. Bà càng nói nữa thì bà không muốn nói ra cho con nghe luôn mà. Như là này.
bây giờ diễn á là lời hiểu nói của mấy anh đó là chi vừa nói là che bay vừa che bay là xuống vô được chưa? Rồi giờ được không? Có giỏi đi chợ rồi. Rồi ra ngoài đây các bạn. Khi mà Chi đưa cái áo ba bàn Chi vừa che ba một hai chữ là em vô liền cho xuống. Ok. Nói vậy. Ok.